Chúng ta sẽ xem cái official trailer của cái series này, La Pluie, không biết nghĩa là gì, nghe giống tiếng Pháp ha. Thì nó hiện lên trên phim của mình và mình thấy có cái bé, thực sự mình không biết tên bé luôn, nhưng mà mình thấy bé đã từng đóng phim My Only 2% này, của Center Earth này, phim Remember Me này, phim Future the Series. Nói chung là mấy phim đấy thì bé đã đóng vai phụ thôi, nhưng mà mình thấy bé cũng ok. Thì ở đây có vẻ như bé đóng vai chính. Chúng ta sẽ xem là nó như thế nào nha. Let's go. Và cái này là official trailer rồi thì có vẻ như là phim sắp chiếu á. ผมไม่รู้นะว่าโลกในที่ที่คุณอยู่เป็นแบบไหนแต่ในโลกที่ผมอาศัยอยู่นั้นดันมีโลกแปลกประหลาดอยูแ่ส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างเหนือธรรมชาติเขาไม่เต้แแลม้วเรลีย้กวโลนกนี้ว่าโลกหูดับใช่ครับผมเองก็เป็นโลกหูดับเอ๋บีเดียเพราะคนที่เป็นโลกนี้จะเหมือนถูกตัดขาดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรในทุกๆครั้งที่ผมวตะัดตึงฮัลลโหละครับแบบจะไปเดียกที่เฉยมือคุณได้ยินเสียงผมไหมผมคิดว่าผมคือตัวเป็นวที่อตอันที่จริงยังมีอาการประหลาดที่สำคัญของโลกคุณดับอยู่อีกข้อหนึ่งโซเขาจเมะได้ยดินเสียงและสามารถสื่อสารกับโซเมตหรือคู่แท้งตาของคุณได้ like สวัสดีครับผมพัดครับเป็นโซเมตของนก็ถัดล้วนกันมาโซเมตก็ถัดล้วนจึงหอยตึงเตื้อพี่ต้องหาใต้เจออยู่แล้วอย่าลืมสิเราเป็นโซเมตด้วยกันนะกูไปเจอโซเมตมาเชี่ยเรามันไปถึงไหนแล้วอ่ะตึกละขนาดนี้หรือหีละยังคือลูกมันน้องบีเทอมื่อน่ะน้องแต่เงี้ยเตียงโซเมตของน้องหรอพอจะมีท่าจะโอ้ไม่จะลืมพบเธอเพียงจนพบเธอเพียงครั้งแรกที่ได้สบตาฉันรู้ทันทีว่าเธอคือคนคนนั้นพี่ผ่านครับพวกผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยโอ้อู้พี่ไม่รู้เรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมุดตายล้วนคุณเกย์เนี่ยหมอพี่ตายแน่ความรักอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่พอกับคนที่เรารักก็ได้เดี๋ยวคงดราม่าสิมุดใต้กับไงน้าต้องคงตีดราม่าว่ะน่าจะฟังดูเหลือเชื่อนะครับแต่ผมคิดว่าผมเองก็เป็นโซนเด็กของแสงใต้เหมือนกันถ้าพี่พันธุ์ไม่เข้าใจพี่ใต้อ้าวกูเคยบอกเลยพี่มาว่าอย่าออกไปกูอ่ะมึงโกงมึงทำพี่กูทำไมก็ไม่ใช่โซเมตพี่กูยังไงโซเมตพี่กูก็คือพี่พัทไม่แล้วคุณ Do you still believe in soulmate? That please a series các bạn every Saturday là mỗi thứ bảy 10:40 ok bắt đầu 29/4 10 hôm nữa Do you still believe in soulmate? Các bạn có tin vào, vẫn tin vào soulmate chứ? Thật sự không biết nữa. Maybe mình nghĩ là mình có bạn là tốt lắm rồi ấy. Chứ không nếu là soulmate mọi người có kiểu như là cúi xuống chơi với mình là mình cảm thấy thực sự là một nhưng mà kiểu như là soulmate, bạn tâm hồn hả? Không biết nữa, tại vì nhà bạn tâm hồn kiểu mẹ gì mà chỉ xuất hiện mỗi khi trời mưa và chúng ta bị điếc vậy, thế gọi là bạn tâm hồn hả? Vậy còn những cái lúc mà khác thì sao? Những lúc mà kiểu mình ở sân bay và không bắt được taxi về thì sao? Bạn ở đâu hả? Soulmate? Bạn nghĩ thấy là cool nhỉ? Nói chung là nội dung thì rất là đơn giản đúng không? Tức là nó cũng đơn, nó không có gì. Ở đây thì chúng ta có thể thấy luôn là Thai là một bé bị điếc mỗi khi trời mưa
đúng không, mất ở khiếm thính ấy, mỗi khi trời mưa thì, và lúc đó, và trong lúc đó thì bé nghe được tiếng của một người khác, nó gọi là soulmate, hiểu không? Thì hai anh chị gặp nhau và yêu nhau chắc vậy, đúng không? Đơn giản mút tay nhau, yeah. Và một bé khác xuất hiện, drama. Một bé khác cũng tự xưng mình cũng là soulmate của Thai. Thì yeah, có một drama đoạn đó. Nói chung là cốt truyện thì đơn giản, nhưng mà vấn đề ấy, không, cái này đơn giản không phải vấn đề là các bé diễn xuất và gọi là các cái sự kiện trình bày ở trên màn hình như nào thôi, nó hay thì vẫn ok hết, không vấn đề gì cả. Thì mình thấy là các bé cái loại là diễn xuất thì mình cảm thấy, đối với mình cảm thấy là nó ở mức kiểu ok, tức là không khen cũng không chê, chúng ta ở mức nó cũng ok. Có lẽ là mình cũng sẽ xem, yeah. Và nhưng thực sự là mình muốn là kiểu như là bệnh viện ấy, thế như giáo sư đầu ngành ở bệnh viện nó sẽ kiểu như là tìm kiếm được, à gọi là tìm được phương pháp, tìm ra một loại thuốc ấy, sáng chế ra một loại thuốc và có thể chữa được cái bệnh này, yeah. Sau đó thai của ta bé sẽ kiểu dẹp mẹ soulmate đi, thuốc này mới là chính là thứ mình cần. Ok, yeah, chúng ta sẽ chờ đợi tập 1 của phim này vào 29 tháng 4. Ok, cuối cùng thì nếu thích video này nha, bây giờ thì bye.